Gói sản phẩm sẽ gồm một cặp test này và ba cái đầu chuyển, và các bạn cũng có thể mua thêm tool, chính là tool để test cho laptop và tool để test cho MacBook. Nhưng những cái cặp test này nhé, No 2 chỉ bao test, có nghĩa là các bạn cấm vào, các bạn test nó lên trên bên các bạn, ok, xong là xong, bên mình không còn trách nhiệm gì cả. Cộng với điều kiện là bên mình sẽ không bảo hành cháy nổ nhé, các bạn để ý cho mình. Và anh em cũng cần để ý là chưa một cặp test nào trên thị trường có thể hỗ trợ tất cả các main. Cách sử dụng thì các bạn có thể truy cập kênh No 2. Khi anh em mua về cứ cấm trên main Giga, nó chạy ok, có nghĩa là cặp test ok. Đây, các bạn thấy code nó nhảy chuẩn không? Thấy chưa? A3 này. Đấy, anh em để ý cái đèn reset nhé, phát hiện là đầy đủ nguồn luôn. Chúng ta có đèn PCS báo chipset đã chạy, có đèn Vega báo Vega đã chạy, có đèn báo nguồn CPU và cũng có đèn báo RAM. Tất cả những thứ đó